Hello mọi người, lại là mình, Angel đây. Hiện tại mình đang đứng trên một khối băng giữa không trung mọi người ạ. Cái này là bắt cua nhà mình á. Té té. Té thiệt đó, cái này mà di chuyển tới lui nhiều là trượt chân liền à. Lỡ như em té thì sao Louis? Anh phải đứng im trên đây để em tè le lên đó. Anh té chung luôn. Ơ kìa, té chung phát là khỏi lên lại đây luôn. Tại vì em bắt giữa không trung mà, có cái gì đi qua đâu. Ok, và hôm nay mình sẽ tiếp tục series cặp đôi đại chiến cho mọi người. Mình đã ra 3 tập rồi và theo yêu cầu của rất rất là nhiều bạn, mọi người kêu mình làm thêm tập 4 đi. Cho nên hôm nay quyết định trèo lên đây trả lời câu hỏi của mọi người test độ hiểu nhau phần 4 nha. Hy vọng mọi người đừng hỏi ai thích gầm cầu hơn. Sao lại hy vọng vậy chứ? Mọi người hỏi thì mình trả lời thôi, có gì đâu. Sợ lắm á. Mà nói nghe nè Louis, đứng trên đây lỡ tí nữa bị thúi thì sao ta? Khỏi tắm luôn ha. Thúi kệ. Louis ở dơ mà, thiệt. Thôi không giỡn nữa, bây giờ mình bắt đầu đọc câu hỏi nha. Sẵn sàng. Câu đầu tiên của một bạn này rất là hay luôn Louis ạ. Bạn ấy còn chúc hai đứa mình buổi tối vui vẻ nữa. Louis cảm ơn bạn ấy đi, rồi xong em sẽ đọc câu hỏi lên. Quay. Mình cảm ơn bạn nha. Rồi Louis nghe câu hỏi nè. Ok. Chị cho em hỏi, một tháng thì anh Louis ra gầm cầu bao nhiêu lần hả? Chúc anh chị buổi tối vui vẻ. Điều lo sợ nhất lại đến sớm nhất. Có gì đâu mà lo sợ. Em thấy thực tế mà. Bạn hỏi hay vậy còn gì, đúng không Louis? Biết thế, không cảm ơn. Bạn ấy tên gì? Tí anh ra blog. Hồi nãy mới cảm ơn bạn ấy mà, giờ đòi block người ta. Louis bánh bèo kỳ ghê. Rút lại lời nói rồi. Rút lại lời nói nào mới được? Lời nói block hay là lời nói cảm ơn? Nói chứ nãy giờ hai đứa mình giỡn cho vui thôi mọi người à. Chứ thật ra bao nhiêu lần ở gầm cầu thì làm sao mà nhớ được. Còn ông Louis thì giả bộ không block vậy á, chứ có block ai đâu. Ok, đến câu hỏi thứ hai nè. Sao anh chị lại đặt tên Louis và Angel vậy? Mong có phần 4. À, đây là một câu hỏi riêng rồi, chứ không phải là test độ hiểu nhau của hai đứa nữa. Nhưng mình thấy mọi người hỏi nhiều lắm, cho nên mình chọn một bình luận sớm nhất và trả lời á. Angel ở đây có nghĩa là thiên thần á mọi người. Nó tượng trưng cho sự ngây thơ, đáng yêu, trong sáng, phúc hậu và hiền lành á. Tự nhiên người ta, em đang nói ý nghĩa cái tên thôi mà. Quá đáng thiệt chứ. Ổng ghẹo mình kìa mọi người. Ghét ghê. Rồi bây giờ tới tên Louis nè. Louis có nghĩa là một chiến binh mọi người. Chiến binh nổi tiếng, một chiến binh mạnh mẽ. Ồ, sao anh bánh bèo thế? Biết nữa hả? Chắc mai mốt đổi tên cho anh quá. Chứ nhìn phong cách của anh không có giống với cái tên này gì hết á. Mạnh mẽ nè. Rồi ok, vừa rồi là ý nghĩa tên của hai đứa mình cho những bạn thắc mắc á. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp câu hỏi thứ ba nha. Hai anh chị thích nhuộm tóc màu gì nhất và hai anh chị lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu ạ? Bạn này hỏi hai câu nha mọi người. Câu đầu tiên là nhuộm tóc màu gì á mọi người. Hai đứa mình thì ngoài đời để tóc màu đen nha, còn trong game thì không biết thích màu gì luôn á. Nhuộm đủ màu á. Cho nên câu hỏi đó mình bỏ nha. Đúng đúng đúng. Bây giờ sẽ trả lời cái câu lần đầu gặp nhau ở đâu ha. Louis đếm đi, coi hai đứa mình có trùng khớp không. 1, 2, 3. Như mình đã chia sẻ với mọi người, hai đứa mình yêu xa. Khoảng tầm 3 tháng trước là lần đầu tiên gặp mặt của hai đứa á. Louis bay từ Huế vào Sài Gòn thì mình ra sân bay đón. Cho nên lần đầu tiên gặp nhau của hai đứa mình là ở sân bay nha. Kỷ niệm. Ok, bây giờ mình sẽ đọc câu hỏi thứ tư nha. Cho em hỏi ai siêng năng hơn, mong chị rep. Ồ. Tất nhiên là. Là ai? Là. Là ai bây giờ trả lời thì mọi người sẽ biết liền nè. Ok luôn. Rồi, 1, 2, 3. Trong hai đứa thì mình là người siêng năng hơn nha. Kiểu như mình rất hay dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, nấu ăn các thứ vậy đó. Louis lười lắm. Đâu có ai bắt nói đâu. Tự khai ơn à.
là những cái tập đại chiến như vậy á, mình thấy giống như hai đứa mình đang bóc mẻ tật xấu của nhau cho mọi người biết vậy đó. Rồi, bây giờ tới câu thứ 5 nha Louis. Ok nè. Ai là người hay hát nhất vậy ạ? Còn ai nữa? Câu này thì mình nghĩ chắc chắn những bạn đang xem video này 100% đều trả lời đúng hết. Ok, Louis đếm đi, rồi em với anh trả lời xem có trùng khớp không nha. 1, 2, 3. Là Louis chứ ai. Xem video của mình nhiều thì mọi người ít nhất cũng phải chứng kiến 3-4 lần ổng hát rồi. Mọi người muốn nghe mình hát không? Oh no, em không muốn nghe nha. Thôi Louis đừng hát. Nghe bài hát thư giãn đầu óc tí. Nope. Trời ơi, thôi. Lại con cò bé bé rồi đậu cành me nữa hay gì? Ư ừ là trời, chưa thấy ai hát như ông Louis luôn á. Thảm họa của âm nhạc nha mọi người. Nói xấu vậy đấy. Anh hát hay kinh khủng. Ok ok, anh hát hay kinh khủng luôn á. Kỳ cục. Rồi, mình sẽ đọc tiếp câu thứ 6 nha. Một câu hỏi rất là cute luôn. Đây, phần 5 trả lời em nha. Cho em hỏi ai sợ côn trùng nhất ạ? Bây giờ không đợi tới phần 5 mà trả lời em trong phần 4 được không? Thôi, không ghẹo nữa. Câu hỏi của bạn là ai sợ côn trùng nhất đúng không? Còn ai vào đây nữa? Còn ai nữa? Louis đếm đi thì mấy bạn sẽ biết ai là người sợ nhất nha. 1, 2, 3. Mình là người sợ côn trùng nha mọi người. Nhớ tới nổi da gà luôn nè. Mình sợ nhất là mấy con bò sát á. Mấy con không có chân nè. Trời ơi, nhìn thấy mấy con đó mình chỉ có thể hét lên thôi. Đó là sự thật luôn. Ở đây có bạn nào cùng team sợ côn trùng giống mình không? Con sâu cũng sợ. Nó cứ bò nhúc nhích nhìn nổi da gà luôn ấy mọi người. Con gián cũng sợ. Do em sợ côn trùng mà. Anh thử có cảm giác sợ như em đi rồi anh mới hiểu được. Ui, thúi kìa. Louis thúi kìa. dơ nha. Này thì ghẹo em nè. Thúi rồi kìa. Kỳ cục. Game lựa đúng người thúi ghê. Ok, bây giờ mình sẽ đến với câu thứ 7 nha. Chị ơi, ai là người mặc đồ cặp giống nhau trước vậy? Còn ai nữa? Cái này chắc mọi người biết hết rồi. Đúng rồi á, nếu như mọi người theo dõi mình thường xuyên thì sẽ biết chắc ai là người thích mặc đồ đôi nha. Tại vì mình có làm một tập cho anh Louis về vấn đề này rồi á. Rồi anh Louis đếm đi rồi mình trả lời nè. 1, 2, 3. Thì đó, là Louis chứ ai. Đam mê mặc đồ đôi ăn trong máu rồi mọi người. Cứ mỗi lần mình mặc bộ đồ mà ổng không có á nha, là ổng sẽ lột hết đồ trên người ra, mặc nguyên bộ đồ của nhà phát hành vậy đó mọi người. Ai bảo em mặc đồ khác chi? Mà cũng ngộ, người ta mặc cái gì thì kệ người ta, mình mặc theo sở thích của mình đi. Suốt ngày cứ trêu trêu. Rồi thôi, mai mốt không trêu nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đọc câu hỏi cuối cùng nha. Chị Angel ơi, ai là người hay quạo hơn ạ? Ai, chết tiệt. Sao lại hỏi như vậy chứ hả? Hỏi như vậy rồi sao? Làm gì mà Louis chích tiệt ghê vậy? Làm anh khoái quá đi. Câu hỏi này thì mình cũng không biết nói sao nữa. Thôi, bây giờ em đếm rồi trả lời nha Louis. Ok nè. 1, 2, 3. Quạo suốt ngày. Từ sáng tới tối. Mình không làm gì cũng quạo mọi người ạ. Louis bớt bốc phét lại nha. Làm gì mà quạo từ sáng tới tối dữ vậy? Nhưng mà nói chung là con gái mà, thì phải lúc nắng lúc mưa chứ. Kiểu lâu lâu cũng phải nổi nóng chứ. Con người mà phải có cảm xúc đúng không? Lại ngụy biện. Làm gì có, cái đấy là nói thật. Thôi thôi, giỏi ngang xương vậy đấy. Ok ok, không nói lại vấn đề này nữa. Câu này coi như xong ở đây nha. Vừa rồi là những câu hỏi mà mọi người đã hỏi hai đứa mình trong cặp đôi đại chiến tập trước. Ở tập trước mọi người bình luận hỏi rất là nhiều luôn á. Nhưng thời lượng video thì có hạn, cho nên mình chỉ trả lời được một số câu thôi nè.
Và nếu như mọi người muốn mình ra thêm tập 5 nữa thì để lại bình luận đặt câu hỏi cho hai đứa mình nha. Tập sau mình sẽ trả lời. Còn bây giờ thì hết clip rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official nha. Bye bye mọi người.